Những thông tin mới đây nhất cho thấy chiến hạm diệt ngần 18 của Hải quân Việt Nam đã ra ngoài khơi để tiến thẳng về hướng Cà Mau cùng với đội tàu khảo sát Hải dương địa chất 8 của Trung Quốc đang gấp rút tiến thật nhanh tăng tốc về bãi đá chữ thập. Khi mà mới hôm qua chúng tôi vừa cập nhật rằng tàu khảo sát Hải dương địa chất 8 chỉ cách bờ biển Ninh Thuận của Việt Nam 155 km. Vậy mà hôm nay khi được biết tin chiến hạm ngầm của Việt Nam là chiến hạm 18 đã ra ngoài biển tiến thẳng về hướng của Cà Mau thì những thông tin chúng tôi cập nhật được cũng cho thấy là tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 cùng nhóm tàu cũng đã gấp rút để tiến về bãi đá chứa thập. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới xã hội. Bản tin thời sự của chúng tôi tối ngày 3 tháng 9 sẽ được cập những thông tin tin tức nóng bỏng nhất. Thông tin từ trang Đại sự ký Biển Đông và dữ liệu trên vệ tinh của Mayne Traffic cho thấy nhóm tàu của Trung Quốc đang rút lui khẩn cấp. Thông tin cụ thể như sau vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 2 tháng 9 năm 2019 theo giờ của Việt Nam, tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 cùng nhóm tàu hộ vệ đang tăng tốc đi về hướng đá chứa thập. Nếu nhóm tàu của Trung Quốc thực sự đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, neo đậu ở đá chứa thập như lần trước, từ ảnh chụp vệ tinh cho thấy tàu Hải Dương địa chất 8 cùng 4 tàu hộ tống đã phải chạy rất nhanh và hướng về đá chứa thập với vận tốc là 9 đến 10 canốt. Và nếu cứ duy trì vận tốc như vậy, thì có khả năng trong vòng tối nay tàu hải cảnh và nhóm tàu sẽ cập bến đá chứa thập. Và theo những gì chúng tôi phân tích thì có ít nhất là 3 trường hợp về việc tàu khảo sát hải dương địa chất 8 cùng nhóm tàu đã rút khỏi bãi tư chính và về đá chứa thập. Trường hợp thứ nhất là hiện nay đang có áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, sát bờ biển miền trung của Việt Nam. Chỉ khoảng một tuần sau khi cơn bão số 4 vô đu vào Việt Nam. Ở trường hợp này cũng rất nhiều khả năng là do trường hợp này nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 đã rời bãi tư chính để về bãi đá chứa thập. Và theo những phân tích thứ hai mà chúng tôi đem ra, thì việc khai mạc cuộc tập trận chung với Mỹ Asian trong đó có Việt Nam tham gia cũng là một trong những lý do khiến nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 phải rút khỏi bãi tư chính. Nên lưu ý rằng lần rút ở trước đó, nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đã rút đi khi tàu không trục của Mỹ tiến vào khảo sát cũng như là tuần tra trên Biển Đông, cho nên nhóm tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 đã rút. Và trường hợp thứ ba chúng tôi được nêu ra ở đây là Việt Nam điều tàu hộ vệ 18 dự tập trận chung với Mỹ và ASEAN. Đó cũng có thể là một nguyên nhân khiến nhóm tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 phải rút đi về bãi đá chứa thập. Và bây giờ chúng tôi sẽ cùng đi vào phân tích những trường hợp. Việt Nam điều tàu hộ vệ thứ 18 tập trận chung với Mỹ và ASEAN. Tàu Hậu vệ 18 của Hải quân Việt Nam đã rời cảng vào trưa ngày 1 tháng 9 để bắt đầu chính thức tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và ASEAN diễn ra vào ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 9 ở khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển phía nam mũi Cà Mau. Truyền thông trong nước loan tin ngày mùng 2 tháng 9 Tàu Hậu vệ 18, tàu sân ngầm lớp Pohang do Hàn Quốc trao tặng Việt Nam vào năm ngoái trong cuộc tập diễn ra lần này Tàu 18 của Việt Nam đã nằm trong top chiến thuật 3, tham gia hoạt động trinh sát trên Biển Đông, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hành quân đêm và cảnh giới cho các tàu nước khác thực hiện khoa mục kiểm tra tàu nghi vấn. Tham gia diễn tập lần này gồm 6 tàu ngầm của Hải quân nước Asian và 2 tàu của Hải cảng Hải quân của Hoa Kỳ, cùng với máy bay tuần tra, tuần thám của Hải quân Thái Lan và Mỹ. Thông báo của Hải quân Mỹ cho biết Hoa Kỳ đã điều máy bay trực thăng MH-60 và máy bay P-8 Poseidon tham gia cuộc diễn tập. Máy bay P-8 Poseidon là máy bay tuần thám đã thực hiện các chuyến bay không qua khu vực Biển Đông, bao gồm những vùng tranh chấp mà Trung Quốc đã xây lấp và chiếm thành căn cứ quân sự. Tập trận chung với Mỹ và Asian lần đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đề xuất tại cuộc họp với 10 nước ASEAN ở Philippines vào năm 2017 và cuối cùng được chấp thuận vào năm ngoái. Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và ASEAN lần này diễn ra vào lúc Việt Nam và Trung Quốc đang căng thẳng ở Biển Đông khi Trung Quốc điều tàu khảo sát và nhóm tàu hải cảnh vào sâu trong vùng biển của nước Việt Nam đang có nhiễu các hoạt động khai thác dầu khí. New York Times trích lời của ông Lục Anh Tuấn, một chuyên gia đại học thuộc New Software ở Australia nhận định rằng Hà Nội sẽ tìm cách làm nhẹ tầm quan trọng của cuộc tập trận giống như các nước Asian khác. Vì không muốn tạo ra suy nghĩ, Hà Nội muốn liên minh với các nước khác chống lại Trung Quốc. New York Times cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam xác nhận cuộc tập trận này bằng email vào tuần trước nhưng không trả lời rõ các câu hỏi có liên quan. Hoa Kỳ và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Asian, trong đó có Việt Nam, vào hôm 2 tháng 9, khai mạc cuộc thảo dược hải quân đầu tiên trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Theo AFP, 8 tàu chiến, 4 máy bay và lực lượng gồm 1.000 người tham gia vào cuộc tập trận kéo dài trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ căn cứ hải quân Starhip ở Thái Lan và kết thúc ở Singapore. Hãng tin của Pháp trích thông cáo của Đại sứ quan Mỹ ở Thái Lan nói rằng cuộc diễn tập với sự dẫn đầu của Hải quân Hoa Kỳ và Thái Lan được tiến hành ở các vùng lãnh hải quốc tế Đông Nam Á, trong đó có vịnh Thái Lan và Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tàu thăm dò của Trung Quốc vẫn ở trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Theo AFP, lầu năm góc tuần trước đã cáo buộc Bắc Kinh vi phạm trật tự quốc tế dựa trên các khắp khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm Thái Lan vào tháng trước, ngoại trưởng Mike Pompeo thúc giục các quốc gia Đông Nam Á đẩy lùi sự cưỡng ép của Trung Quốc trên biển. Nhưng theo AFP, sự phát triển trong cuộc thăm dò thủ đô Campuchia vào ngày 2 tháng 9 của Thủ tướng Malaysia Mahid Mohamed nói rằng Trung Quốc có quyền cảm thấy bị đe dọa bởi các hoạt động tập trận trong khu vực. Nhà lãnh đạo này cũng đã gọi cuộc tập trận mang tính khiêu khích và lãng phí tiền bạc, mặc dù Malaysia cũng tham gia. Đó là một bài theo AFP. Bãi tư chính là phép thử của Trung Quốc đối với Mỹ Hành động trả đũa của Trung Quốc đối với Mỹ là điều chắc chắn đã được nhiều chuyên gia phân tích quốc tế dự đoán đã trở thành hiện thực và không chỉ trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung mà còn trong khu vực xung quanh. Cuộc chiến này trong đó có bãi Tư Chính là một tiêu điểm cũng là một phép thử mà Trung Quốc muốn tung ra để xem xét phản ứng của Washington đến mức nào. Bởi thế, có thể nhận thấy rằng mức độ căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông đã và đang có tỷ lệ thuận với mức độ xung đột với chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Cần chú ý về một sự trùng hợp của các thời điểm, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ Trung đã thất bại vào tháng 5 năm 2019. Lần đầu tiên ra đòn choáng váng khi áp thuế lên 300 tỷ đô hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường của Mỹ. Vài tuần lễ sau đó, đầu tháng 6 năm 2019, Trung Quốc bắt đầu chiến dịch gây hấn tại mỏ Lan Đỏ. Và đến đầu tháng 7 thì chiến dịch này đã lan mạnh sang bãi tư chính, đồng thời để trả đũa Mỹ bằng cách tăng thuế hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào thị trường của Trung Quốc. Và lần đầu tiên trong một thập niên bị đánh tuột giá trị của đồng nhân dân tệ xuống dưới, 7 nhân dân tệ mới đổi được 1 đô. Đến lúc này có thể xác định được rằng việc chiến dịch gây sức ép lên bãi tư chính, Trung Quốc đã bộc lộ ý đồ không chỉ buộc Việt Nam phải chia đôi tài sản dầu khí được khai thác, không chỉ gây sức ép buộc Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng phải nhường bộ yêu sách về chính trị, về dầu khí trước hoặc là sau chuyến đi Washington. Chuyến đi đó có thể diễn ra vào tháng 10 năm 2019, mà còn muốn gián tiếp trả đũa của Mỹ về cuộc chiến thương mại đã gây hẳn với Mỹ về thái độ và hành động hỗ trợ Việt Nam tại bãi tư chính. Cũng như là đe dọa dự án cá voi xanh mà Bắc Kinh còn lâu mới lãng quên. Và cùng với việc trả đũa, việc giàn khoan 981 phải rời khỏi Biển Đông của Việt Nam. Vào năm 2014, bãi thứ chính, Việt Nam kêu gọi quốc tế giúp giảm căng thẳng trên Biển Đông. Theo những thông tin của hãng Bong phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư điện tử nhấn mạnh rằng những diễn biến nguy hiểm gần đây trên Biển Đông đang làm căng thẳng và gây lo ngại với cộng đồng quốc tế. Cho nên, Việt Nam đã yêu cầu các nước tham gia vào việc làm giảm căng thẳng để đảm bảo an toàn, an ninh, tự do hàng hải lưu thông trên vùng biển này. Bức thư viết, Biển Đông có tầm quan trọng đối với các nước bên trong và bên ngoài khu vực trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, an toàn, tự do lưu thông hàng hóa, hàng không, hàng hải. Việt Nam hoan nghênh sẵn sàng làm việc với các nước và cộng đồng quốc tế để duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực. Đó là những thông tin chúng tôi cung cấp đến cho quý vị và các bạn trong bản tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Quý vị những ai lần đầu xem chương trình của chúng tôi có thể để lại ý kiến của mình phía dưới comment. Và những ai chưa bấm nút đăng ký cũng đừng quên bấm nút đăng ký và bấm vào chiếc chuông ở bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất từ phía chúng tôi. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.